Rồi shop đồ kho Đức Huy xin chào tất cả các anh em nha. Bữa nay mình chọn được 12 con máy nha anh em. Rồi mình giới thiệu cho anh em. Rồi giá trên đây là giá chưa bao gồm phí ship. Phí ship là đồng giá 30k ha. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha anh em. Anh em đặt hàng thì đặt qua số Zalo của shop nha, số 0769390039, shop có để trên màn hình của video này nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ lên từng con để mình giới thiệu cho anh em nha. Thì đầu tiên mình giới thiệu cho anh em là con Shimano AC30 ha. Con này size thật tương đương khoảng 5.000 nha anh em. Con này chỉ có bên tay bên phải thôi nha anh em. Đó, nhưng mà ngoại hình nó cũng còn khá mới, ok nha anh em. Đó. Con này bán rẻ cho anh em luôn nha. Con này bán cho anh em giá 100k luôn nè. Giá bán rẻ nha. Đó, tay phải anh em nào thuận tay phải thì mua nha. Máy hoạt động ok luôn ha. Mobile là mobile sống nha. Giặt trước ok nha. Máy này quá ok luôn, 100.000 ha. Giá không bao ship nha anh em. Đó. Tiếp theo mình giới thiệu cho anh em con số 2. Con số 2 là con Daiwa Sprinter ha, carbon Sprinter 1000B nha anh em. Con này là mobile sống nha, mobile sống, con này là carbon. Con carbon. Cái này quay nó hơi nặng chứ nha anh em. Chưa có vô dầu nha anh em. Đó. Giặt cứ ok, mobile và mobile sống ha. Con lăn cũng còn sáng bóng rồi nè. Mới tới mình lui ok nha. Còn vậy nó hơi nặng, nó còn chưa có lấy dầu nha anh em. Shop chưa có lau dầu nha, quay hơi nặng nha. Rồi con này bán cho anh em với giá là 200k nha. Con này size thật tương đương cũng khoảng 5.000 nha anh em. 6.000 nha anh em. Dây số 6 vô 150m, số 5 vô 180m, số 4 vô 230m nha anh em. Con này thì made in Taiwan ha. Bình thường cái dòng carbon này là sản xuất Đài Loan nhiều ha. Tay quay thì tay đây đổi trái phải được nha anh em. Đó, tôi quay dặn ốc bên đây đổi qua nha. Đó, máy chỉ có nó quay nó nặng thôi anh em về tự xử lý, tự rửa bên trong, tự vệ sinh bên trong nha. Rồi 200k, size 6.000, con số 2. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là con số 3. Con số 3 là con Shimano SS3000. Đó, con này là Gatio là 4.2, size tương đương là cũng 5.000 nha anh em. 5.000. Shimano Tomorrow ha, SS3000 Titanos. Mobile là mobile sống, gạt cứ ok ha. Made in Korea ha anh em. Size con này là 5.000 nha, dây số 5 vô 150m, số 4 vô 200m, số 3 vô 270m nha anh em. Máy cũng quay còn hơi nặng nặng nha anh em. Đó, anh em vệ sinh thì vệ sinh bên trong cốt rồi nha, cốt nhông rồi. Đó, ngoại hình như thế này. Rồi. 5.000, bán 250 nha anh em. Con số 3. Tiếp theo mình giới thiệu cho anh em con số 4. Con số 4 là con Daiwa ha, carbon Sprinter 2000B, thì con kia hồi nãy là 1000B, rồi con này 2000B. Đó, thì con này nó có size thật tương đương là 7.000 nha anh em. Dây số 8 vô 140m, dây số 7 vô là 170m, số 6 vô là 200m, số 5 vô là 250m nha. Con này cũng là made in Taiwan luôn nha, Taiwan Đài Loan nha. Mobile là mobile shop. Đó, cứ ok, con lăn còn sáng bóng ha. Tay quay đỡ trái phải nha. Tay quay gập ha. Đó, tay quay có chỗ này bị muối ăn xíu ha. Còn toàn thân là carbon, tôi quay là cho tôi kim loại nha anh em. Rồi size 7.000 nha anh em, size 7.000. Mobile là mobile sống. À, anh em mua được cái này được lời được cái cuộn cước BE trong máy luôn nha anh em. Rồi con này mình bán cho anh em với giá là 350k nha. 350k giá chưa bao gồm ship nha anh em, con số 4. Rồi, tiếp theo giới thiệu cho anh em con số 5. Con số 5 là con Daiwa Sprinter ST950DX. Đó, con này còn khá mới nha nè. Con này có size thật tương đương là khoảng 5.000. Dây số 6 vô là 140m, số 5 vô 170m, số 4 220m nha. Con này thì hoạt động ok, không có lỗi lầm gì hết nha nè. Máy còn khá đẹp, khá mới nha nè. Thân kim loại có carbon nhựa nha nè.
tay quay đỡ trái phải ha, tay quay còn rất ok nha anh em, máy này còn khá nha anh em. Đó. Bao lỗ hoạt động cho anh em nha. Đó. Made in da băng nha anh em, con này bán 400k nha, size 5000 nha anh em. Đó, con này còn khá mới nha. Đó. Con này không tra cũng được luôn nha anh em, size 5000. Rồi tiếp theo mình giới thiệu cho anh em con số 6. Con số 6 là con Daiwa ha, Daiwa ST1000B. Đó, con này full carbon hết nha anh em, full carbon. Đây, con này có bọc đạn luôn nè. Đó. Con này là Daiwa long cát, long cát bôn. Thì con này có sở hữu tương đương là 6000. Dây số 6 vô 150m, dây số 4, dây số 5 vô là 200m, số 4 vô là 250m nha anh em. Đó, dây 0.35 thì vô 190m ha, 0.4 thì vô khoảng 150m. Rồi sai thật tương đương là 6000. Thì con này made in là made in da băng nha anh em. Máy hoạt động ok, mobil là mobil sống, giật rất ok luôn. Con lăn cũng còn sáng bóng nữa nè. Máy hoạt động là bao lỗi ha. Tay quay bị muối ăn ha, tay quay bị muối ăn nên về xịt G7 là sự là ok luôn nha anh em. Máy hoạt động imru ha. Bao lỗi. Rồi con này bán cũng 400k luôn nha anh em. 400k full carbon nha. Đây qua long cát ha, ST1000B. Size 6000. Rồi. Con số 6 400k. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em con số 7. Con số 7 giới thiệu cho anh em là con RX10 nha. Con này ratio là 3.8. Đó. Size thật tương đương nó khoảng dây thật tương đương khoảng 6.000, 7.000. Dây số 6 vô 190m ha, dây số 5 vô là 260m, số 4 310m. Ratio có 3.8 thì con này có size thật tương đương khoảng 7.000 nha anh em. Máy full kim loại, tay quay đỡ trái phải, tay quay gập ha, tay quay gập. Bớt cái này xuống là gập xuống nha anh em. Tay quay đỡ trái phải. Thì anh em dặn ốc này đổ bên trái nha. Made in là made in da băng. Mobin là mobin sống. Cứ hơi yếu xíu nha anh em, cứ hơi yếu xíu nhưng mà vẫn ok nha. Giờ anh em xịt G7 trong đây nè, con là xoa trong đây nó bị đóng cứng rồi, nó xài cũng ok ha. Đó. Rồi con này bán cho anh em với giá là 400k luôn nha anh em, xoa 7.000 nha. Đó. Máy màn hình còn khá ok nha anh em. Rồi con số 7 là 7.000 luôn. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là con Sprinter 1000W nha, DX nha, 1000W DX. Đó, made in da băng, con này cũng 400k luôn nha anh em. Mobin là mobin sống ha, giá cước ok. Thân kim loại, cối là carbon nhựa luôn ha anh em, nha anh em. Đó. Mobin là mobin sống, giá cước ok. Đó, con này cũng 400k luôn. Đó. Thì con này nó có size thật tương đương là khoảng 6.000. Thì con kia là con giống của nó đó, một nó mua con đó là 5.000, con này 6.000. Con này dây số 6 vô 170m, số 5 vô 210m, số 4 vô 270m nha. Máy hoạt động ok, bao lỗi cho anh em nha. Máy cũng còn khá ok nha anh em. Chạy sửa thêm con kia nha. Rồi, mắt đi ra 400k. Rồi đi 6. Con số 8 400k nha anh em. Tiếp theo mình giới thiệu cho anh em con số 9. Con số 9. Con số 9 là con Siuta ha, con này của Hàn Quốc ha anh em. Made in Korea ha. Con này có ratio là 4.1 ha, Siuta GT6000B. Con này có bạc đạn nha anh em, bạc đạn nồi nha. Đó. Con này là full carbon nha anh em. Này giống như là sợi titan chứ không phải carbon nè, rất fit nè, đặt thước ok, mobin là mobin sống, size thật con này là tầm khoảng dây số khoảng 8.000 nha anh em, dây số 8 là vô 180m, dây số 6 vô là 230m, số 5 vô 290m, ratio nó là 4.1, Siuta ha,
3 mô bin là mô bin 6 nha, giặt cũng ok, máy hoạt động cũng ok luôn đó. Hãng Sita của Hàn Quốc nha nè. Rồi con này size thịt cũng đương 8.000, mình của Korea, mình bán cho anh em với giá là 300k nha, 300k giá chưa bao gồm phí ship nha anh em. Đó con số 9 300k. Tiếp theo con số 10, con số 10 là mình giới thiệu cho anh em là con Daiwa Sportlin ST5 nha, ST5 con này ngon nè anh em. Đó con này size thật cũng thảo 11.000 nè, dây số 10 là vô số 190m nè, số 8 240m, số 7 vô là 290m, made in Japan, ta quay đổi trái phải được nha anh em, ta quay gặp ha, ta quay đổi trái phải được. Con này ngoại hình thì nó hơi xấu nha, anh bán cho anh em với giá là 420k, made in Japan, tay quay đổi trái phải được, mobin là mobin sống nha, gặp rất ok ha. Đó. Con lăng cũng còn ok sáng ha. Đó. Rồi má anh em xem ngoại hình ha, đó 420 sao 11.000 là quá ngon anh em nha, quá ngon nha. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em con số 11, con số 11 là con Daiwa ha, Daiwa Brocat ST8000, ST8000 ha. Con này nó có size thật tương đương là 8.000, hai con này cũng 8.000 luôn đó. Mô bin là mô bin sống nha anh em, nó có cái độn cước nha. Đây, nó ở đây ha, nó kiểu kiểu như kiểu quả tiễn nha anh em. Có kiểu như quả tiễn, nó có cái độn cước nha, để anh em xài dây nhỏ được nha. Rồi made in Japan luôn. Con này bán cho anh em với giá là 380k ha. Size 8.000 nha. Đây, con này thành thức cho anh em cô lục rồi nè. Đó, có mặt đạn luôn nha anh em, mặt đạn nồi nha, ST là ST8000D, mô bin là mô bin sống, dạ cứ ok, cứ ok, con lăng cũng còn được nha anh em, đó. Ngoại hình thì hơi cũ xíu ha, máy hoạt động ok, bao lỗi nha anh em, đó, bao lỗi hoạt động nha, máy hoạt động ngu luôn. Nếu anh em xem ngoại hình nha, 380k ha anh em, 380k. Con số 11 380k ha. Size 8.000. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em con số 12 là con cuối cùng ha. Con cuối cùng con này là cũng là dạng cổ nha anh em, full kim loại nha anh em. Đó, máy hoạt động ok luôn. Đây là con cổ nha. Đó. Hoạt động ok luôn. Con này có cốt nội lực. Mặt in nhà băng nha anh em. Cốt nội lực. Đây. Cốt nội lực nha. Nè, cốt cho bá nha anh em. Đó. Rồi con này thì nó có cái cối cái nắp này anh em, cái nắp này bị nứt nữa ha. Có bị nứt chút ha. Anh em về dán keo lại nha anh em. Chích keo vô mình bảo dưỡng nha. Mô bin là mô bin sống ha. Giặt cứ ok ha. Đó là có kim loại, full kim loại nha anh em, full kim loại nha. Rồi, con này bán cho anh em với giá là 450k nha, 450k size con này. Con này là Daiwa Milan ha, Milan 1050. Thì con này nó có size thật tương đương khoảng 10.000 nha anh em, khoảng 10.000 nha. Nó có cốt cầu lực, tay quay đổi trái phải được nha, tay quay còn lắm cón luôn nha anh em. Đó, máy cũng còn khá mới, cổ còn khá mới nha, nồi đồng cối đá nha anh em. Đó. Rồi con số 12 450 giá chưa bao gồm phí ship nha. Rồi thì nãy giờ mình đã lên giới thiệu cho anh em là 12 con máy ha. Anh em thích con nào thì chốt qua Zalo của shop nha, số 0769390039. Shop có để trên cái màn hình này nha anh em, số điện thoại Zalo đó shop có để trên màn hình nha. Đó thì video đến đây kết thúc. Thì anh em nào đã xem của mình rồi thì nhớ chia sẻ để ủng hộ shop nha anh em. Và anh em nào lần đầu tiên mà xem video của shop thì xin đăng xin một nút đăng ký nha anh em.
Rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn anh em ở video tiếp theo. Chúc anh em có một ngày đi câu có nhiều cá nha anh em. Rồi xin chào tất cả các anh em.